Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 109 sách giáo khoa trang 42 toán 6 tập 1. Đề bài cho như sau này: gọi M là số dư của A khi chia cho 9. Điền vào các ô trống. Vậy trước khi giải quyết bài tập này thì cô muốn các bạn xem lại cho cô bài 108. Một số có tổng các chữ số chia cho 9, chia cho 3. Dư M thì số đó chia cho 9 cũng sẽ dư M. Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức của bài 108 để chúng ta giải quyết bài 109. Với bài 108 thì cô đã có video giải chi tiết bài tập này. Các bạn có thể xem lại video về bài 108. Bây giờ quay trở lại bài 109. Với hướng làm như bài 108 thì chúng ta sẽ có cách làm như sau. Đây, cô đã kể lại bảng và trong vở bài làm của mình. Thì bây giờ đây là giấy nháp của cô này. Các bạn quan sát nhé. Với cột đầu tiên ứng với giá trị A bằng 16. Vậy thì đầu tiên với A bằng 16, các bạn tính tổng cho cô các chữ số của A thì sẽ có này, 1 cộng 6 bằng 7. 7 thì chia cho 9 dư 7 đúng không ạ? Chia cho 9 dư 7, nên là cái số 16 này cũng sẽ chia cho 9 dư 7 ạ. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta có số dư ở cột đầu tiên là 7. Cách làm là như vậy đấy ạ. Phần này thì chúng ta có thể trình bày ra nhá, bởi vì đề bài chỉ yêu cầu chúng ta điền vào ô trống thôi, chứ không cần chúng ta phải giải thích. Còn bạn nào mà muốn hiểu rõ hơn thì có thể ghi phần trình bày giải thích này vào trong vở của mình. Với cột thứ hai là tương ứng với A bằng 213, thì các bạn cũng tính tổng các chữ số này, là 2 cộng 1 cộng 3 cho chúng ta kết quả là bằng 6 đúng không ạ? 6 mà chia cho 9 thì dư 6 đúng không ạ? Nên là 213 cũng chia cho 9 dư 6. Vậy chúng ta có số dư ở cột thứ hai là bằng 6. Cột thứ ba cách làm tương tự, A bằng 827. Chúng ta đi tính tổng cái chữ số 8 cộng 2 cộng 7 bằng 17. 17 chia cho 9 thì dư mấy nhỉ? Dư 8 đúng không ạ? Được 1 dư 8 mà. Vậy thì phép dư trong vậy thì số dư trong phép chia thứ 3 là bằng 8. Và trường hợp cuối cùng, A bằng 468 có này. 4 cộng 6 cộng 8 bằng 18. 18 thì chia hết cho 9, hay nói cách khác là chia cho 9 dư 0. Vậy thì trong số dư trong phép chia này là bằng 0 đúng không ạ? Chúng ta có ô thứ cuối cùng là số dư M bằng 0. Rồi như vậy cô và các bạn đã hoàn thành xong bảng mà đề bài yêu cầu. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.